giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị trao 3 giải thưởng cho nhóm B, cho nhóm thứ hai. Và bây giờ Thảo Ni xin mời đại diện CEO của Kiềm Nghĩa lên sân khấu cùng với bác sĩ Michael Đào lên sân khấu để trao giải cho nhóm B. Xin mời các em nhóm B ra sân khấu. Nhóm 1 lúc nãy trong 3 giải thưởng đó được sự bảo trợ thứ nhất là của chị Susan Trần 100 đồng. Thứ hai đó là công ty của riêng Hằng Ni, công ty chuyên về tài chánh và quỹ đại học cho con em. Công ty đã bảo trợ 300 đồng cho giải nhì và giải nhất được bảo trợ bởi luật sư Đỗ Hữu Liêm là 500 đồng. Và kính thưa quý vị, trên sân khấu là nhóm 2, nhóm B của chương trình. Sẽ có 3 em nhận được giải nhất, nhì, ba. Đây là nhóm từ 9 tuổi tới 15 tuổi. Kính thưa quý vị, giải 3 được sự bảo trợ bởi chị Susan Trần gồm 100 đồng. Và thí sinh nhận được giải 3 đó chính là, kính thưa quý vị, B2 Cameron Đinh. Anh đi xin mời anh Troy. Kính thưa quý vị, đó chính là em Cayman, rất là dễ thương, với chiếc áo dài màu vàng trong dịp xuân về đã nhận được giải 3 của nhóm từ 9 tuổi tới 15 tuổi. Và giải thưởng này được sự bảo trợ bởi chị Susan Trần 100 đồng. Thân em thì bé nhỏ mà quà thì quá nhiều. Dạ vâng, kính thưa quý vị, B2. Một tràng pháo tay thật lớn cho Cayman Đen. Dạ vâng, cảm ơn anh Joy nhiều lắm. Cảm ơn chị, thank you. Và bây giờ, kính thưa quý vị, giải nhì của group B. Giải nhì được sự bảo trợ bởi TTT chuyên bán áo dài nam và nữ cửa sau của Phước Lộc Thọ. Giải thưởng trị giá 300 đồng. Và thí sinh được trao giải nhì của group B đó chính là B7 Mika Đinh. Hằng Ni xin mời bác sĩ Michael Đào đến trao quà cho em. Chúc cho sang năm được giàu sang, cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình. Mong sao nước Việt Nam, mong sao luôn luôn an bình, mong sao cho nước Nam rực rỡ, cầu chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc no ấm cho mọi dân tộc, mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành, mong cho tất cả gần nhau. Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là giải nhì và giải ba. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xướng lên giải nhất, kính thưa quý vị. Giải nhất trong group B của các em từ 9 tuổi tới 15 tuổi thuộc về
thuộc về ai ạ? Kính thưa quý vị, giải nhì trong nhóm thứ hai thuộc về em. Giải nhất trong nhóm thứ hai thuộc về em. Victoria Đỗ B16. Hằng Ni xin mời chị Dung đến trao giải thưởng cho em. Và kính thưa quý vị, giải nhất của phần này được bảo trợ bởi luật sư Đỗ Hữu Liêm với tổng trị giá 500 đồng. Truyền thống năm 2019. Chào đón mùa xuân lại đến muôn nhà. Cảm ơn tất cả các em còn lại. Cảm ơn quý em rất nhiều. Chào mừng